đầu với phần tìm hiểu nghĩa của từ, phần giải nghĩa. Bài tập thứ nhất, cô và Toliha muốn giải nghĩa rõ hơn cho các con về nghĩa của tiếng quyền. Trong nghĩa của tiếng quyền này, chúng ta sẽ cùng phân loại để xếp các từ trong khung thành hai nhóm. Những từ để chúng ta lựa chọn xếp, thứ nhất trong nhóm nghĩa của từ quyền, đó là điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người được hưởng, được làm hoặc được đòi hỏi. Nhóm nghĩa thứ hai, quyền, đó là điều do có địa vị hay chức vụ mà được làm. Chúng mình cùng xếp các từ để hiểu rõ hơn hai nhóm nghĩa này. Ta có các từ sau: quyền hạn, quyền hành, quyền lợi, quyền lực, nhân quyền, thẩm quyền. Ta bắt đầu xếp các từ vào nhóm cho phù hợp. Ta sẽ lựa chọn các từ trong nhóm này để xếp nhóm A trước, đó là từ quyền mà để nói lên điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận được hưởng, được làm, được đòi hỏi. Trong số các từ này, ta sẽ chọn từ quyền lợi. Quyền lợi ở đây, đó là những điều mà mình được hưởng, được đòi hỏi từ những quỹ phúc lợi chung của mọi người. Vậy ta xếp từ quyền lợi vào nhóm A. Cũng nằm trong nhóm A, ta có từ nhân quyền. Đấy là quyền được làm con người, quyền những con người được hưởng. Vì thế, ta xếp vào nhóm A. Từ tiếp theo, từ quyền hạn, đó là giới hạn những điều mà mình được làm. Cho nên, ta xếp từ quyền hạn vào nhóm B. Ta có từ quyền hành, tương tự, đấy là điều mà ta được thực hành, được thi hành, vì thế ta xếp vào nhóm B.